Trong những ngày qua, các chùm ca bệnh mới xuất hiện tại phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai. Trước đó là tại phường Văn Chương, Văn Miếu, quận Đống Đa, xã Liên Ninh, Đại Áng, huyện Thanh Trì, hay chung cư HH4C Linh Đàm, quận Hoàng Mai. Điều này cho thấy nguy cơ phát sinh các chùm ca bệnh mới rất cao, đặc biệt là ở khu vực mật độ dân cư cao, chật hẹp với nhiều phố nhỏ, ngõ nhỏ. Thực tế này cũng phản ánh việc kiểm soát dịch bệnh ở các địa bàn đông dân cư chưa vững chắc. Đặc biệt, lượng người đổ ra đường còn quá đông. Đây có thể là một trong những nguyên nhân khiến dịch bệnh lây lan, khó kiểm soát nguồn lây. Trước tình hình đó, Hà Nội đang tăng cường mạnh hơn việc kiểm soát người ra đường, phương tiện ra vào thành phố. Tại nhiều chốt kiểm soát dịch trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng đã được tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Chúng tôi ở đây là trực chốt 24/24, liên tục kiểm tra các phương tiện đi qua chốt kiểm dịch của chúng tôi. Chúng có phương tiện nào mà không đủ giấy tờ đi đường, không đủ giấy tờ tùy thân thì chúng tôi sẽ xử phạt hành chính. Tại nhiều chốt kiểm soát, mặc dù lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát chặt, nhưng vẫn còn rất nhiều người vi phạm, không có giấy tờ hoặc giấy tờ không đúng theo quy định. Ông Nguyễn Trung Dũng, quận Hoàn Kiếm cho rằng cần kiểm soát chặt hơn nữa để hạn chế người ra đường mới góp phần hạn chế được dịch bệnh. Theo tôi thì là các đồng chí làm này là quá tốt, càng làm nghiêm thì nó càng tốt cho cộng đồng. Tôi rất là hoan nghênh cái tinh thần của các đồng chí làm việc rất tốt. Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, quận Hoàng Mai, còn không ít sơ hở trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội, nhiều nơi làm chưa thật sự nghiêm, nên nguy cơ lây lan dịch COVID-19 vẫn rất lớn. Cùng với các giải pháp vĩ mô, cần làm tốt việc kiểm soát người ra đường, đặc biệt là ý thức người dân cùng chung tay chống dịch cần được nâng cao. Ý kiến của tôi thì nói chung là nếu mà giả nhưng là trong những điều chặn chốt này thì chỗ này để kiểm soát này thì là rất an toàn và tôi cũng rất là nhất trí trong vấn đề để khai thác này. Theo ghi nhận của phóng viên, trong những ngày qua, lượng người, phương tiện đổ ra đường vẫn còn quá đông, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, khó kiểm soát nguồn lây. Cùng với các giải pháp vĩ mô, việc thắt chặt kiểm soát người ra đường, phương tiện ra vào thành phố trong thời điểm này là hết sức cần thiết.